Theo Cục Xúc tiến Thương mại, ngoài việc trực tiếp tổ chức các đoàn mua hàng trong nước và quốc tế tới giao thương tại triển lãm, ban tổ chức còn tổ chức hàng loạt các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm nhằm tối đa hóa hiệu quả tham dự của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tham gia sẽ được tiếp cận các thông tin mới nhất về thị trường, xu hướng cũng như chính sách liên quan đến ngành thực phẩm thông qua Hội nghị Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam, Việt Nam Food Forum 2022 và Hội nghị Kết nối Giao thương Quốc tế cho 50 doanh nghiệp thực phẩm trong và ngoài nước. Trong khuôn khổ triển lãm Việt Nam Food Expo 2022, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Kết nối Giao thương Quốc tế cho các doanh nghiệp thực phẩm Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài. Tại hội nghị này, các doanh nghiệp Việt Nam thuộc ngành thực phẩm, công nghiệp chế biến thực phẩm, máy móc thiết bị công nghiệp đã trực tiếp kết nối với các doanh nghiệp đến từ Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Bulgaria, Angola, Argentina. Bên cạnh đó, thông qua hội nghị, các doanh nghiệp của Việt Nam đã có cơ hội tìm ra các giải pháp nhằm thay đổi chất lượng, mẫu mã bao bì sản phẩm để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng theo từng thị trường, từ đó có các giải pháp phù hợp để thay đổi về sản phẩm. Thực ra mà các buổi giao thương như thế này á, thì thật sự mà nói là tạo cho các doanh nghiệp cái cơ hội tìm đối tác xuất khẩu khá là cao. Và em đánh giá cái buổi giao thương này rất là kỳ vọng vào những cái buổi giao thương như thế này. Tôi tham gia các hoạt động bên Vietrade và Bộ Công Thương khá nhiều lần trong khoảng 2 năm gần đây. Thì đây là hoạt động tôi đánh giá là hiệu quả nhất. Tại vì chúng tôi gặp được rất nhiều doanh nghiệp lớn đến từ Mỹ và Nhật. Họ đi theo đại sứ quán về nên là các doanh nghiệp được chọn lọc rất chất lượng. Đây là lần thứ hai tôi tham dự và lần đầu thì do bên chúng tôi cũng còn thiếu kinh nghiệm nên là làm chưa có tới. Ví dụ như mình cũng thiếu sản phẩm mẫu này hoặc là sản phẩm mẫu cũng mang không đa dạng, không đáp ứng được đầy đủ cái tầng khách hàng. Thì lần này rút kinh nghiệm hơn là đã triển khai sản phẩm rất là đầy đủ. Cũng như là đằng sau á, mỗi lần mình thêm hàng vào trong cái danh mục sản phẩm của mình á, thì mình còn phải chuẩn bị công suất. Để, ví dụ khi khách hàng muốn đặt một đơn hàng lớn, ví dụ là muốn một công thì mình sẽ chuẩn bị như thế nào trong vòng 10 đến 15 ngày. Thì những cái sản phẩm nào nó đáp ứng được cái tiêu chí đó thì bên công ty chúng tôi mới đưa vào cái danh mục sản phẩm để chào bán cho khách hàng.